quảng trường. Và những món ăn vặt ở quảng trường các bạn thấy có rất là nhiều quầy bán xiên nướng cũng như là các món nướng. Bây giờ mình sẽ vào một quán rất là nổi tiếng nè. Trời lạnh nên mà xuống dưới quảng trường ăn những món nướng rất là ấm luôn các bạn. Và tráng trứng. Mặc dù trời ở Tuy Hòa rất là lạnh nhưng mà các bạn thấy cuối tuần nhạc nước ở quảng trường 1 tháng 4 đã bật rồi nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Rất là đắt hàng luôn. Chưa cắt trẻ. Quán hủ đỏ nên thấy mấy chị ở đây toàn ăn toàn hủ đỏ hết á. Quán này nổi tiếng nhất ở quảng trường rồi. Ở đây có nhiều món xiên nướng, thịt nướng. Rất là đông khách luôn các bạn. Trời lạnh nhưng mà có những cái che như thế này chúng ta sẽ ăn cảm giác rất là ấm luôn. Yeah.